Kính chào quý vị, hôm nay thứ Hai ngày 14 tháng 12 năm 2020, kính mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, Viện Khoa học và Giáo dục và Môi trường cùng Liên minh Kinh tế điện tử đã ký kết hợp tác với Công ty Công nghệ Giáo dục và Thương mại Quốc tế FVN phát triển ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến Futureland. Ứng dụng Future Lang đang là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có phương pháp ám thị ngôn ngữ kết hợp với phản xạ 3 giây dựa trên quá trình học ngôn ngữ tự nhiên của não bộ, được nghiên cứu bởi các giáo sư đại học hàng đầu Singapore. Future Lang là nền tảng chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, cụ thể là nền tảng ứng dụng hỗ trợ phát triển ngôn ngữ tiếng Anh cho trẻ em, học sinh, sinh viên và cộng đồng. Thì phần mềm này giúp cho tôi cảm thấy dễ dàng và tiện ích trong việc giảng dạy. Thứ hai là đối với học sinh của tôi thì các bạn được tiếp cận với tiếng Anh một cách chân thực nhất, thể hiện ở việc là kỹ năng nghe, nói và phản xạ tiếng Anh, từ đó làm cho buổi học trở nên sôi nổi và hào hứng. Futureland còn áp dụng trí tuệ nhân tạo AI và phát hiện giọng nói, giúp học viên luyện phát âm, luyện nói, tìm ra lỗi sai, hướng dẫn cách nói chuẩn. Học viên chỉ cần học và thực hành theo lộ trình từng ngày là có thể tự tin giao tiếp tiếng Anh chỉ trong 66 ngày.